Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên đến đầu thì cho quý nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của quý nhà nhé. Và quý nhà sẽ đặc biệt dành tặng cho cờ một cái món quà mà ta nói là khá là đặc biệt. Ta nói bao nhiêu lâu nay á, tưởng chừng như cờ bước chân ra khỏi nhà của cố ca sĩ á, có cái bàn tay dìu dắt của cô giáo chứ. Cái người cô giáo mà đi thi Idol Kids của năm 2016 đó mọi người, không có cho gia đình của cờ mượn 500.000 đồng để đón xe từ dưới quê lên trên Sài Thành. Ta nói nó cay thiệt sự. Vậy đó mà họ ý ới, họ hô hào rằng là ra khỏi nhà của cố ca sĩ đi, ra khỏi nhà của cố ca sĩ cho 1 tỷ đồng. Rồi bây giờ cô giáo có còn nhớ 1 tỷ đồng đó không cô giáo? Thà ví dụ như một cái người mà người ta nói ít mà người ta làm nhiều á, thì mình cũng ok đi. Còn đằng này ý ới biết đủ điều. Ta nói à, cái người cô giáo này dạy ngữ văn mà không biết á, dạy cho học sinh mình cái cách làm người, văn vở á, thì dữ dội. Mà cái cách mà đối nhân xử thế nó quá là tệ. Chung quy tóm lại là chỉ muốn mình là cái người có công trong cái câu chuyện mà cờ nổi tiếng như ngày hôm nay. Ôi trời ơi, cuối cùng là cũng đi ganh tị, ganh ăn tức ở với cố ca sĩ. Ta nói suốt 6 năm vừa qua cố ca sĩ lo cho cả gia đình của cờ, không màng tới một đồng một xu một cắt bạc nào. Còn cái người cô giáo này là bày mưu tính kế cho cờ, ăn dầm nằm về, ngậm gai nếm mật trong nhà của cố ca sĩ, chờ thời cơ để bòn, để rút tiền bạc trong túi của cố ca sĩ. Vậy thì cái người cô giáo này đâu có phải là vừa vặn gì. Người cô giáo này không phải là đi dạy học, mà chỉ dạy cho học sinh của mình biết tới những cái điều mà ta nói là nó vô cùng mất đi cái chất đạo đức của một con người. Cố ca sĩ đấy, cô ấy hiền lành đấy, chứ nếu như gặp người khác người ta không bao giờ người ta để yên đâu. Cho đến thời điểm bây giờ mình đã hiểu được vì sao phía bên ekip của cố ca sĩ lại căm phẫn và cảm thấy khó chịu ra mặt khi bản thân của cờ âm thầm thiêu dệt những cái câu chuyện và thông đồng với người này người kia, bộ cờn cờn, kể cả cái cô giáo này nữa nè. Ta nói nó ngộ ngược đời lắm mọi người. Đi thi Idol Kids, mẹ của cờ chai mặt ra mượn có 500.000 đồng, không có cho. Mà bày đặt bây giờ còn hô lên cho cả 1 tỷ đồng nếu như xách quần xách áo ra khỏi nhà của cố ca sĩ. Ủa, đi múc mùa chỉ cần câu rồi bây giờ 1 tỷ đồng đó có chưa cô giáo? Cô giáo hứa cho rồi, cô giáo cho chưa cô giáo? Hay là cô giáo dự trù là khi bản thân của cờ ra khỏi nhà của cố ca sĩ rồi, cô giáo sẽ tự tung tự tác, gài hai cái người con của mình vào, yếm xì bùa hai bên đó, để cho cái chị Ngọc Le Le kia ra khỏi vỉa hè luôn. Chung quy tóm lại, ta nói có một cái sự bòn rút nó không hề nhẹ, và một cái sự giả trăng giả dối hết tất cả những quý vị khán giả, những người mà đang làm đường lạc lối và cổ xí cho cái sai của cờ. Bản thân của họ là đã thực hiện cái mục đích này từ lâu lắm rồi. Kể từ ngày mà cờ bước chân vô nhà của cố ca sĩ là họ đã tính toán kỹ rồi. Ta nói mượn 500.000 không cho, mà bây giờ kể công nha, kể công, rồi chưa kể rằng là thiêu dệt và bịa chuyện, rồi còn xúi dục mẹ của cờ đi nói xấu cố ca sĩ nữa, đi bịa chuyện cho cố ca sĩ nữa. Bây giờ nó lộ rõ như ban ngày luôn, không biết là cô giáo này bây giờ có đi dạy được không ta. Ta nói quý cô chú anh chị em nào mà có con mà đang theo học cái cô giáo này nè, hãy nên suy nghĩ một lần, hãy suy nghĩ lại rằng là họ có đáng, họ có đủ tư cách để có thể là dạy cho con mình không. Mà cái môn gì, cái môn văn ấy mọi người, nó quan trọng lắm. Cái cách mà mình làm người này, học biết bao nhiêu là cái đạo đức trong những cái bài văn đó. Rồi cuối cùng cô giáo này có tự tung tự tác, có làm lu mờ đi những cái gì đó quý báu của người Việt Nam mình.
Người Việt Nam mình trọng tình trọng nghĩa lắm. Vậy mà cuối cùng dạy cho học sinh, dạy cho cái anh cờ 19 tuổi kia biết đến cái sự việc ăn cháo đá bát quá là sớm. Tao nói nó nực cười lắm. Rồi bây giờ đó, cô giáo phải để cho mẹ của cờ còn có con đường sống nữa cho cô giáo. Chẳng lẽ bây giờ muốn vô làm bà chủ ở trong nhà đó luôn hay sao? Hay là muốn làm mẹ của cờ? Trời ơi, mình nói thật sự với mọi người, mình không thể nào mà mình tưởng tượng được cái cung bậc cảm xúc của cố ca sĩ là như thế nào. Ta nói những cái sự việc này nó xác đáng lắm. Những cái sự việc này á, không có phải ai kể hết trơn á, là những người xác kề vách ở dưới quê, những người mà xác rạc sằng sang, biết rõ tường tận cái ngôi nhà của cái anh thổ này, của cô thu lửa này, hay là của cái bà cô giáo kia nữa. Chung quy tóm lại là họ nắm bắt được tất cả mọi tình hình. Rồi bây giờ 500.000 không cho mà bày đặt còn đòi hô lên là cả tỷ đồng. Chứng tỏ với mọi người trong cái câu chuyện của cờ từ đầu đến cuối nó có một cái màn giả trăng không hề nhẹ. Và những cái số tiền mà họ hô hời ra nó không có cái gì hết trơn trời á. Đúc kết lại cũng chỉ là một cái cách để có thể là hạ bệ cố ca sĩ. Nhưng mà một người mà người ta sống mà người ta ngời ngời như vậy, người ta sống theo cái lý tưởng của Phật Pháp như vậy, là một người mà có 30 mấy năm vừa qua đi làm thiện nguyện như vậy, đến lúc cuối đời mà cô ấy vẫn giúp đỡ cho những người dân nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái mùa đại dịch, thì cô giáo có thấy thẹn với lòng không? Cô giáo có thấy được rằng là những cái chiêu trò mà mình thiêu dệt ra để mà mình bịa chuyện, mình cù rủ nguyên cả một cái gia đình của cờ đi theo một cái chiều hướng tiêu cực giống như cô giáo, thì cô giáo cảm thấy vui không? Mà cũng đúng thôi, ta nói ngưu tầm ngưu mà mã tầm mã. Bản thân của cái anh cờ 19 tuổi kia cũng phải là cái người mà hả ngoan ngoãn hiền lành gì, cũng là một cái người giả trăng cực kỳ, cho nên gặp trúng y chang xì bóp một cái người cô giáo mà dạy cho anh ta ở dưới quê ấy, mọi người. Nghe đâu quá là ngày xưa anh ta nói rằng là cô giáo đó là một cái người mẹ thứ hai dạy đó, mà bây giờ tính toán kẻ công kẻ lẻ thấy sợ luôn. Có mỗi cái việc là đăng ký cho cờ đi thi idol năm đó mà bây giờ kể lắm. Ta nói trong cái tiệc sinh nhật á, thấy đâu là cờ được Mạnh Thường Quân cho nhiều tiền quá, cái rồi cô giáo cũng ăn không ngon, ngủ cũng không có yên, nghĩ cũng bức xúc. Tại vì ở phía bên gia đình của cờ không có mời cô giáo đi. Cái cô giáo điện thoại, cô giáo ý ới, cô giáo nói rằng là tại vì sao không nhớ công ơn, phải mở cái khẩu trang ra cảm ơn cô giáo đồ này nọ các kiểu chứ. Ủa, mượn 500 nghìn thôi, 500 nghìn tại thời điểm lúc đó nó cũng không có to gì, nhưng mà nó cũng không nhỏ. Nhưng mà cái tấm lòng trân quý đó mọi người, mà cô giáo không có dám bỏ tiền ra cho, sợ, sợ cờ thi rớt. Rớt rồi không có tiền đem về trả lại 500 nghìn đồng đó, rồi ăn chặn luôn. Cho nên cô giáo không có cho mượn mọi người ơi. Ta nói cái bây giờ cô giáo ê chề quá, hô cho cố vào, rồi rớt ráo lại rằng là bây giờ nó bành mặt ra chưa. Thiệt sự với mọi người, 500 triệu đồng mà cố ca sĩ cho cờ, ta nói nguyên cả gia đình của cờ cũng nhục lắm á. Nhục lắm mới cầm cái 500 triệu đó. Chứ nếu như mà một người mà sống mà có được cái lòng tự trọng, người ta sẽ trả lại 500 triệu đồng đó cho các con của cố ca sĩ uống sữa. Trời ơi, cô ấy còn 22 người con nữa, em cầm 500 triệu đồng của cố ca sĩ có xứng đáng không? Trong khi đó em thiêu dệt, em bịa chuyện cho cố ca sĩ biết bao nhiêu là lần. Cô ấy vẫn chăm chứ, cô ấy vẫn tha thứ. Và cái lời hứa của cố ca sĩ là nó giống như đinh đóng cột vậy đó. Cô ấy đã hứa cho em 500 triệu khi em ra khỏi nhà của cô ấy, thì có nghĩa rằng là cái lời hứa đó nhất định nó sẽ thực hiện. Còn cô giáo của em kia kìa, bà cuồng cuộn kia kìa, hứa cho hả cả tỷ đồng, 500 triệu đồng, rồi hả chú bào 200 triệu đồng tiền cá xe, rồi cá tỷ, rồi chưa kể rằng là xây nhà xây cửa cho em ở dưới quê, rồi xây được có cái móng nhà. Rồi bây giờ em thấy rằng là cái 500 triệu của cố ca sĩ em cầm mà em cầm mà nó ok hay sao? Ủa sao không trả lại cho cố ca sĩ đi cờ? Trời ơi, bao lâu nay mình có coi cố ca sĩ là mẹ nuôi của mình đâu? Mình có coi cố ca sĩ là cái gì trong nhà của mình đâu? Cô ấy chỉ là người dân nước lã thôi mà. Sao em cầm 500 triệu của cố ca sĩ nó ngon ơ ngọt ớt vậy em? Sao em không trả lại cho cố ca sĩ nuôi con của cô ấy đi?
Nói thật sự với mọi người, nếu như mà một người có tâm có tầm á, họ sống hết mình, họ yêu thương hết lòng, họ không có nỡ lòng nào mà khi mẹ mình mới vừa ra đi mãi mãi, thân xác còn đang nằm trong bệnh viện, chưa về đoàn tụ cùng với lại gia đình, mà anh ta cầm 500 triệu đồng của cố ca sĩ dứt dạc ra đi mà không nói một lời nào, không quay lại để mà thắp cho cố ca sĩ một nén nhang. Vậy mà họ lên tiếng, họ nói rằng là đây là cái anh chàng mà lễ nghĩa, biết ơn biết nghĩa cơ. Trời ơi, cộng đồng mạng, những người mà thương cố ca sĩ, người ta lên tiếng, người ta nói quá trời. Cái về tại nhà của mình lập cái bàn thờ phụng cố ca sĩ, rồi còn bày đặt chụp hình lên gấp từng miếng thức ăn đưa trên bàn thờ của cố ca sĩ nữa chứ. Trời ơi, em ăn chứ cố ca sĩ nào ăn. Nói thẳng ra với em á, không có còn cái non nước nào mà về mà gặp em cả. Nếu như mà một người nào đó mà theo cái hệ tâm linh đó mọi người, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái vấn đề là cái lúc sống á, em đối xử với cố ca sĩ như thế nào, em có tốt với cô ấy hay là không, hay là em thiêu dệt, em bịa chuyện, rồi em đặt điều em hại cố ca sĩ phải ra đi mãi mãi. Rồi bây giờ em cúng cơm như vậy, cô ấy có ăn được không? Ăn sao nổi em, ăn nó mắc nghẹn chỗ này nè em ơi. Đó, thật sự với mọi người là mình không còn một cái từ ngữ nào để mà mình diễn tả trong một cái gia đình như thế này cả. Càng ngày càng đi á, thì mình cảm giác rằng là cái gia đình này á, nó nát quá trời nát rồi. Giờ là không có biết nói gì hơn á. Chỉ mong rằng là nếu như mà có một cái điều ước á, thì chỉ mong rằng là cố ca sĩ đừng có nhận cái gia đình này về trong nhà của mình thôi. Và nếu như á, mà đến một ngày nào đó mà các anh Hoàng Khang kia lên tiếng anh nói á, mong rằng là phía bên ekip của cố ca sĩ á, người ta cũng sẽ nói dứt dạc á, thì ta nói nó ê chề mặt mũi luôn. Show ở đâu mà show, diễn ở đâu mà diễn, ta nói giải nghệ thôi chứ diễn gì nữa, cái mặt mũi nào đâu để mà nhìn đời nhìn người nữa em. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, an nhiên. Và nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.